Phật Tiết Đại Vương Huệ Thị Xã Phương Tiện, Kinh Quyển thứ tư, Tây Thiên Dịch, Cư Tâm Tạng Tiên Phụng Đại Phu, Thế Quang Lộc Khanh Truyền Pháp Đại Sư, Tứ Tử Thần Thí Hộ Phụng Chú Dịch. Lại nữa, trí tưởng, ta nhớ đời quá khứ, thời ấy có 500 người buôn vào trong biển tìm của báu. Trong đó chỉ có một thương nhân trong đoàn tính tình kiên cường không giữ bảo ác. Đang lúc ở giữa biển khơi, bỗng nhiên gặp người buôn kia liền sanh tâm ác muốn mưu tìm của báu kia, liền tự suy nghĩ. Tại này phải dùng mưu kế giết các người buôn xong rồi lấy quả báu đem về Diêm Phù Đề, Diêm Phù Châu để tự mình hưởng thọ khoái lạc. Lúc đó trong 500 người buôn có một thiên chủ tên là Thiện Ngự, tánh tình từ hòa đối với tất cả mọi người, từ khởi tâm tương yêu. Lúc đó người buôn nằm ngủ bỗng nhiên trong mộng thấy tướng một vị thần hiện ra trong biển lớn, bảo các thương chủ rằng ông này phải biết ngoài các người buôn thì có một người buôn tánh tình bạo ác, sắc tướng như vậy, tên tuổi như vậy. Người đó khởi tâm cướp hại, muốn chiếm đoạt của báu nên ông ta nghĩ là phải nhanh chóng giết các người buôn, lấy của báu đó đem về Diêm Phù Châu để tự thọ khoái lạc. Vì vậy ta nay nghĩ đến người kia mà nói cho ông biết trước, ông có thể suy nghĩ dùng phương cách gì khiến cho người ác kia không tạo nghiệp sát, khỏi bị quả báo địa ngục, là để các người buôn được bảo toàn tánh mạng. 500 người buôn này đều trú ở Tam Miệu Tam Bồ Đề, không thối chuyển. Còn người ác kia an trú Pháp Bồ Tát này vậy. Nếu đã tạo nghiệp, tạo sát nghiệp thì vĩnh viễn đọa xuống địa ngục, không có ngày thoát ra được. Vậy nên ông nay phải dùng phương tiện để cứu độ. Bây giờ thương chủ Thiện Ngự từ trong mộng thức dậy liền nghĩ rằng ta phải dùng phương tiện gì khiến người ác này không tạo nghiệp sát để khỏi đọa địa ngục, các người buôn được bảo toàn thánh mạng. Trong ngày thứ nhất suy nghĩ như thế, khéo tìm phương tiện mà chưa thể được. Cho đến ngày thứ bảy suy nghĩ rất kỹ mà cũng không thể được. Mấy 7 ngày xong là nghĩ như thế này: ta nay không có phương tiện nào để có thể dùng được, nên mới sanh tâm giết hại mạng sống người ác kia trước. Người ác kia chết không tạo nghiệp sát thì khỏi đọa địa ngục, là làm cho các người buôn kia được bảo toàn mạng sống. Ngay như thế xong, nhưng lại trù tính: nếu ta cùng nói trong người buôn này cùng nhau giết mạng sống người ác đó, thì 500 người buôn đó đều đọa địa ngục. Ta nay phải nên khởi tâm đại bi mà cứu hộ tụi thân mình giết. Từ tội giết người này, giả sử nó ở trong ngàn kiếp mà chịu lúc quả báo địa ngục, thì ta cũng chấp nhận. Nên ta chỉ có thể dùng phương tiện đại bi như vậy thôi. Thì người ác này mới không tạo nghiệp sát khỏi đọa địa ngục, chịu vô lượng khổ, lại khiến cho vị này trụ pháp Bồ Tát và các người buôn được yên ổn, không bị mắc nạn. Bây giờ vị thương chủ nghĩ như thế rồi, liền dùng phương tiện giết mạng sống người ác kia. Lúc đó người ác kia chết xong thì được sơ lên cõi trời. Này trí thượng, nên biết 500 người buôn kia, tức là 500 Như Lai trong hiền kiếp này, vị thương chủ trong chúng lúc đó chính là tân ta. Ta ở trong ngàn kiếp luân hồi, dùng tâm đại bi xuất hiện ở đời, khéo dùng phương tiện như vậy mà mọi cứu độ chúng sanh. Ý ông như thế nào? Đại Bồ Tát tuy trải qua trăm ngàn kiếp ở trong luân hồi, đều dùng phương tiện lấy trí tuệ cứu độ chúng sanh, chứ bằng Đại Bồ Tát còn bị nghiệp có thể đắc. Vì vậy phải biết, chư Phật Bồ Tát đã tạo nghiệp gì, hết thảy đều thanh tịnh, không còn phần nhỏ chướng lụy nào có thể đắc. Này trí thượng, lại nữa nên biết Như Lai ứng cúng trên đàn chánh giác là thân kim cang bất hoại, cho đến đưa chân lên đưa chân xuống đều dùng thần thông phương tiện làm nhiều lợi ích. Lúc đó trong thành sắc vệ có 20 người bỗng nhiên cùng nhau gặp 20 người ác trí thức. Các người này cùng khởi tâm ác muốn mưu giết hại giết nhau, ai đều tìm kiếm phương tiện để giết người kia. Lúc đó 40 người đương sức oai thần của Đức Phật để đến chỗ Phật, đến nơi rồi đứng ở một bên. Bây giờ Như Lai ứng cúng chánh đẳng chánh giác vì muốn hóa độ 40 người kia, cho nên ở trong chốc lát hóa một đại nhân ở trong hội Phật để bạch với Đại Mục Kiền Liên rằng: tôn giả nên biết là trong đại địa này chẳng bao lâu xuất hiện tướng các cỏ cây. Khi đại nhân kia thưa như vậy thì Đức Thế Tôn liền duỗi chân bên phải xuống, chỉ trong khoảnh khắc mà đại địa này liền một cỏ cây, mỗi cây dài một thước. Lúc đó tôn giả Đại Mục Kiền Liên bạch Đức Phật rằng: thưa Đức Thế Tôn, nay đã có tướng cỏ cây xuất hiện, vì con ở phương khác có thể thấy tướng đó không? Phật nói: có thể thấy.
Khi tôn giả đặt mục kiện lên lấy tay nắm một ít cây cỏ mà tự giữ lấy, thì 3.000 đại thiên thế giới đều chấn động. Lúc đó Như Lai ứng cúng chánh đẳng chánh giác, dùng sức thần thông tùy hiện thân tướng qua quá cõi phàm thiên. Các cây cỏ này lại cũng tùy theo mà hiện ra quá cõi phàm thiên. Lại nữa, Như Lai dùng sức thần thông hiện trong biển lớn, các cỏ cây này cũng theo đó ở đó ở. Lại nữa, Như Lai dùng sức thần thông do ở trong núi lớn, các cây cỏ này cũng theo ở đó ở. Bây giờ Như Lai trở về chỗ người, liền thâu chân phải lại, mà cây cỏ này cũng ở yên chẳng lay động. Thế Thái Tôn giả A Nan bạch Đức Phật rằng: Thưa Thế Tôn Như Lai, xưa kia có nhân duyên gì mà nay hiện thứ này? Phật bảo A Nan: Lúc xưa ta làm đại thương chủ đi vào biển tìm kho báu, gặp ác tri thức. Khi đó ta dùng tâm bi giết mạng sống ác tri thức đó. Vì nhân duyên xưa kia như vậy nên nay ta có tướng này. Bây giờ Đức Thế Tôn nói kể rằng: Nơi đây đã hiện tướng như vậy, chẳng ở hư không và núi biển, cho đến trần trụ các địa phương, vì nhân duyên trước trú như vậy. Bây giờ 40 người kia đều nghĩ rằng Như Lai là Đại Pháp Vương, nghiệp chướng không thật có thể đắc. Chúng ta đã khởi tâm ác mưu hại lẫn nhau thì để đối trước Phật phải nên sám hối. Ngày như thế xong đều bạch Đức Phật rằng: Thưa Đức Thế Tôn, chúng con trước khởi tâm ác muốn giết hại lẫn nhau, cho nên nay đều xin sám hối. Bây giờ Đức Thế Tôn liền tuyên thuyết pháp yếu thì 40 người kia đều đắc trí huệ. Chứng tháng mùi lúc đó có 320 vạn chúng sanh sẽ đều trần khó mà đắc phát nhãn tịnh này trí thượng nhân như này, nên biết chư Phật Như Lai đưa chân xuống đều là hiện thần thông phương tiện làm nhiều lợi ích. Thật ra không có một chút nghiệp chướng nhỏ nhoi nào có thể đắc. Là nữ Như Lai đã lìa các bệnh, có sao có lần ngài sai các bích xô đến chỗ kỳ bà tìm nhị hoa sen xanh còn dưới nước để làm gì. Nghĩa là có một lần nọ ta cùng 500 bí xô kiết hạ chưa bao lâu ở trong rừng, lúc đó có một hành giả tu Tả La Ma Bà Vị Ca ở trong khu rừng bên kia, và nếu bỗng nhiên bị bệnh không thể leo lên khu rừng, không thể điều phục tự thân, để đến nơi ta tìm thuốc hay để cứu chữa cho bệnh khổ đó. Lúc đó ta nghĩ như thế này: nay chẳng nên biết bệnh này là bệnh gì. Tại vì sao? Nếu ta biết bệnh đó là bệnh gì, trong đời mạt thế phá hoại tánh tâm, nay phải dùng phương tiện gì kiếm được thuốc mà trị liệu, nên mới sang các tỳ kheo này tìm cái thuốc đó. Nghĩ như thế xong liền sai các bé xô đến chỗ kỳ bà tìm nhị hoa sen xanh còn dính nước để trị liệu cho người bệnh kia. Các bé xô này tuy thừa lệnh Phật đến nhưng chưa đi liền. Bây giờ thiên tử từ cõi trời biến tịnh, thì các bé xô như vậy liền thưa rằng: Thưa tôn giả, con phải theo như lời Phật dạy mà tìm đúng loại thuốc đó để cứu bệnh, thì chớ có đem loại thuốc khác về và làm người kia đi đến mất mạng. Các bé xô nói rằng: Chúng tôi nếu đi tìm thuốc khác trái thì với giới pháp của Đức Phật, cho nên chúng tôi thà tự mất mạng, nhưng quyết không trái giới pháp của Đức Phật. Thiên tử của cõi trời Tịnh Cư là bạch các bé xô rằng: Như Lai là Đại Pháp Vương, đem tạo lợi ích còn hiện tướng thầy thuốc để trị bệnh. Các ông lúc này có sao không y lời dạy của Đức Phật và đi tìm thuốc, đi tìm thuốc ngay. Thiên tử từ cõi trời Tịnh Cư 3 lần thưa như vậy. Lúc đó các bé xô hết tâm nghi ngờ mà hối hận, liền đi đến chỗ kỳ bà tìm thuốc như trên, được thuốc đó xong đưa cho người bệnh kia uống liền lành bệnh. Này trí thượng, y nhân dương này vì lợi ích mới sai các bí xô tìm thuốc như thế, nhưng chẳng phải Như Lai có các bệnh não gì đâu. Lại nữa, trong các phước quẩn của Như Lai tối thượng tối thắng, có sao còn ôm bình bát đi vào thành khất thực đầu tiên? Đó là vì Như Lai đã lìa cái chướng không có tưởng giả thực, mà chỉ vì thương xót đời mạt thế có các bí xô thiếu phước, tuy họ vào vương thành tụ lạc ôm bát khất thực và không thể có được thức ăn, liền sanh thối thất, không thể siêng năng khất thực lâu dài. Vì để cho các bí xô đương lúc đó suy nghĩ như thế này: Như Lai đại sư là phước tổ có thắng của thế gian mà cũng còn tùy nghĩ ôm bát khất thực, huống gì ta nay bí xô đời mạt thế phước đức mong manh, cho nên khất thực khó khăn, không nên sanh tâm khổ não mà cho nên đi khất thực. Tuy được ít cũng cố gắng cho đầy đủ. Này trí thượng, Như Lai ở đời đi khất thực là vì tùy thuận làm lợi ích, đó là vì khiến cho các bà la môn trưởng giả cư sĩ
để hết thảy nhân dân ở trong đời hiện tại nhờ oai thần của Phật gia trì trong đời hiện tại khắc thực được đầy đủ, chẳng gặp khổ não đói khát. Tại vì sao? Vì Như Lai ở đời không khiến cho các ma tạo nẻo đói khát, cho nên Như Lai khéo dùng phương tiện tiêu chuẩn thế gian, tuy thọ giả thật chẳng sanh đắm trước, không để cho Bà La Môn trưởng giả cho đến tất cả nhân dân như các tiên tử khác khởi tâm như thế này. Sa môn Cồ Đàm đối với thức ăn giả dối đó còn tác ý ham muốn. Như Lai vì khiến cho những người kia không khởi niệm ở trong đêm ngày cùng chúng bí xô từ ở trong tam muội nương vào sức, nương vào thiền định tĩnh lặng, tâm không dao động, không cao không thấp, trước dẫn đến sau, sau vẫn như trước, chánh niệm tương ưng. Một lần nọ trong lúc ta đang trụ tam muội thì có bảy vạn thiên tử phát tâm thanh tịnh lại kính ta. Ta liền từ tam muội tuyên thuyết ra pháp yếu tương ứng, cái thiên tử kia ở trong các pháp mà cho đắc pháp nhãn thanh tịnh. Cho nhân duyên này cho nên phải biết rằng chư Phật Như Lai hiện thân đi khất thực chỉ vì khéo léo dùng phương tiện làm điều lợi ích. Là nữa một lần nọ do có ông Tán Tả Ma Na Phật Ca đối với Phật Như Lai mà sanh ác ý nên đọa địa ngục, vì Phật vì cứu độ. Việc đó là sao? Đó là vì Như Lai bình đẳng với kẻ oán người thân đã không ít phần chướng lụy có thể gặp, mà chỉ vì đã đăng lại cho chúng sanh. Đó bây giờ ta vì muốn cứu hộ Tán Tả Ma Na Phật Ca kia nên ta dùng chút oai thần khiến vị này thấy được vô lượng vô số thế giới chư Phật Như Lai. Chư Như Lai từ trong đại viên cảnh trí bày ra các nghiệp đã làm, những sức thần thông của các Như Lai khiến cho Ma Na Phật Ca thế nghiệp của mình liền sanh tâm hối hận và nói lên rằng nơi ở cảnh giới này chân thật hiện rõ ràng, mới tự suy nghĩ Như Lai đầy đủ tất cả bạch pháp, cớ sao ta nay còn tạo nghiệp ở trong phần bạch pháp này không thể thể đắc. Ma Na Phật Ca kia trong lúc nghĩ như thế đều được thanh tịnh phần hành chánh hạnh, ở trong mộng đó thấy thân Phật hiện ra, bao nhiêu tội ác ý khởi lên lúc đầu thì đều được tiêu diệt sau khi mà chúng khỏi đòi quả báo địa ngục. Để biết tất cả đều nhờ thần lực của Như Lai mà này mà được cứu độ. Tại vì sao? Vì Như Lai dùng tâm đại bi phương tiện không bỏ một chúng sanh nào. Lại nữa lúc đó có một phạm chí tôn đang lợi ở trong rừng Kỳ Đà với nhân duyên đó mà giết mạng sống mình, nhưng lúc đó Phật không được biết thì tại sao lại gọi là nhất thiết trí hơn? Tại vì Như Lai có vô ngại và chánh trí đều đầy đủ cho nên không có gì là không biết. Như Lai tùy theo các sắc tướng thần thông đều dụ oai thần kiến lập, nên đối với phạm chí tôn na lợi đây thì Đức Phật thấy thọ lượng của người này đã hết, chắc chắn mạng sắp mất. Nếu cũng chẳng phải Như Lai thì không ai có thể biết rõ, là muốn dùng nhân duyên này để khiến cho ngoại đạo nhiếp phục tâm, chứa trừ các tội lỗi. Bây giờ dùng sức gia trì ở trong 7 đêm không vào tụ làng. Lúc đó có 60 câu chi trời người qua 7 đêm xong đến chỗ Phật. Đến chỗ Phật rồi mới tự nhiên nói pháp trọng yếu. Ngay lúc đó mọi người đều chứng được tam muội. Là nửa nhân duyên gì? Như Lai khi xưa từ ở trong 3 tháng ăn lúa ngựa chăng? Đó là vì Như Lai muốn khiến cho Bà La Môn trưởng giả sinh tâm hy hữu. Là vì muốn thành tựu lợi ích. Tại vì sao? Vì lúc đó ta cùng 500 bí xô thấy 500 con ngựa. Ta quán thấy căn lành đời trước của con ngựa kia đã thành tục, thì có sao vì 500 con ngựa này ở trong đời trước đã từng làm người và người cúng dường Phật Như Lai. Sư kia đối trước chư Phật đại phát tâm Bồ Đề, nhưng do sau đó gặp ác tri thức mà phá hoại phép lành, tạo các nghiệp ác, do đó báo ứng nên nay thọ tấn ngựa là nửa 500 con ngựa này. Khi xưa từng ở chỗ Nhật Tạng Bồ Tát phát đại thề nguyện, nhờ sức đại nguyện đời trước đó mà nay lại gặp Nhật Tạng Bồ Tát đi phát Bồ Đề phương tiện giáo hóa khiến được độ thoát. Năm năm con ngựa này do ai thần của Bồ Tát được có thể nhớ lại việc trong đời trước. Này trí thượng, ta xem thấy con ngựa kia có nhân duyên đó nên khởi tâm thương xót muốn hóa độ, mới cùng Mỹ Sô đi đến chỗ con ngựa kia bèn lấy lúa ngựa mà ăn. Ta tự ăn xong mà lại còn nhận cho 500 bí xô kia. Lúc đó 500 con ngựa nhờ sức căn lành đời trước nên thấy Phật và các bí xô ăn lúa ngựa này, thì tức thời lễ Phật và các bí xô.
đang đưa con ngựa 3 tháng sau đó. Tất cả đều mạng chung, sanh về cõi trời đau xuất. Liền từ cõi trời kia đi đến chỗ Đức Phật cung kính tôn trọng, chiêm lễ cúng dường. Đức Phật liền tùy ứng mà nói pháp cần yếu. Các thiên tử này đều chứng A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, đồ vào quả bất thối chuyển. Do lai vì muốn khiến cho 500 con ngựa này thành tựu nhiều việc lợi ích như vậy, nên ăn lúa ngựa. Này trí thượng, nên biết tất cả thức ăn thức uống mà Như Lai ăn đều là thức ăn tối thượng. Giả sử đất cả tam thiên đại tiểu thế giới và sữa đường đối với Như Lai ăn hai loại này giống nhau không khác, đều trở thành vị ngon. Tại vì sao? Vì lợi ích của Như Lai thường được thượng vị. Tướng của một bậc đại nhân này nhờ nhân duyên đó. Phải biết chư Phật Như Lai nếu có thọ thực gì đều là thức ăn tối thượng. Lúc đó ta bảo A Nan rằng: ông nên xả bỏ địa vị chuyển luân vương, xuất gia tu đạo, đối với chúng sanh khởi tâm từ bi thương xót. Ông nên ăn lúa ngựa này được vị ngon gì? A Nan bạch Phật Thế Tôn rằng: bạch Đức Thế Tôn, nay lúa ngựa này rất là hiếm có. Con tuy sanh ở cung vua, xưa chưa từng được ăn thức ăn tối thượng này. Lúc đó A Nan ăn lúa ngựa xong, trong vòng 7 ngày được nhiều hoan hỷ. Trí thượng, lúc đó ta cùng 500 bí xô an cư hạ xong để trở về chỗ dừng nghỉ. Lúc đó 500 bí xô, trong chúng có 4 bí xô ăn lúa ngựa này. Tôi ăn vị đó thông thường tâm tưởng thanh tịnh, đã còn nhớ các thức ăn kham khổ. Nhớ nghĩ như thế xong, ở trong 7 ngày đều chứng được quả A-la-hán. Đã biết Như Lai tuy ăn lúa ngựa, thật ra chẳng phải việc báo ứng nghiệp chướng đời trước, chỉ vì chúng sanh mà làm nhiều lợi ích, là khiến cho các sa môn bạc la môn tu tịnh giới sinh tâm hiếm có, là khiến cho hết thảy chúng sanh có thể hành đúng theo lời nói. Nên biết Như Lai là tối thắng trong tất cả, đã làm những việc độ thì không đều không ngoại pháp hành. Là nữa nhân duyên gì mà Như Lai một lần bảo có giúp rằng lương ta đâu nhất, ông có thể vì ta thuyết về 7 pháp bậc giác chi. Nhân duyên là bây giờ có 8.000 thiên tử cùng nhau hội họp. Các thiên tử ở đó trước kia ở trong Phật pháp tăng chưa sanh tịnh tánh, lúc đó thoảng nghe ca nhiếp nói 7 pháp giác chi mà tính tâm kia dần dần có thể khai ngộ, để đi đến chỗ ca nhiếp. Ca nhiếp nói phân biệt rộng những cái trọng yếu và 7 pháp giác chi 8.000 thiên tử này, tức thì ai ai cũng đắc tánh trí chứng tam muội, cho đến tự suy nghĩ về những chúng sanh vì bệnh chuyên không thể nghe pháp, mà nếu nghe được pháp này rồi thì bệnh tật được tiêu trừ. Do đây là bậc đại pháp vương, do vậy mà hiện bệnh để khiến đại ca giúp thuyết pháp thất giác chi, sao không vui vẻ mà thanh pháp ư? Cái thiên tử vừa khởi lên suy nghĩ như vậy thì ngay lúc đó trong tâm Phật pháp mà được thanh tịnh. Vì lợi ích này cho nên Như Lai mới hiện ra tướng đau lưng để khiến đại ca giúp thuyết thất giác chi pháp. Nên biết đều là phương tiện thiện xảo, chứ thật ra không có nhiếp chướng báo gì bốn gì cả. Là nữa, về nhân duyên gì mà ngày xưa đạo trang nghiêm của mỗi nhóm Bà La Môn, có một lần nọ họ nói với Thế Tôn những lời lẽ không tốt, nhưng Đức Phật vẫn không có thái độ tức giận đối với họ. Đó là vì Như Lai ở trong đại hội vân thập của tôi chốn nhân thiên mà được lực nhẫn nhục đầy đủ để quán sát tùy theo hoàn cảnh mà không sinh sân giận. Lúc bây giờ Như Lai đối với chúng sanh mà trụ tâm bình đẳng, tâm cứu hộ, tâm an trú, tâm nhu nhuyễn và tâm dục mãnh. Khi Như Lai có các tâm này rồi thì có 4.000 chúng sanh phát tâm vô thượng trên đài chánh giác. Do nhân duyên đó mà có lời này, cho nên Như Lai mới ở trong đạo tràng trang nghiêm của Bà La Môn mà không sinh tâm sân hận. Nên biết đó đều là Như Lai chỉ bày thiện xả phương tiện mà thôi. Sự thật không phải là do túc chướng và báo chướng. Là nữa này trí thượng, ta nghĩ rằng khi xưa vị này đang làm Bồ Tát thì đi bất cứ ở đâu đều cũng có Đề Bà Đạt Đa đi theo ta. Vì sao Đề Bà Đạt Đa tuy luôn theo ta để tìm cách làm hại ta, nhưng lại thường khiến ta thành tựu viên mãn 6 ba la mật và thường đem lại lợi ích lớn lao cho vô lượng chúng sanh. Nghĩa là nếu khi muốn khiến cho chúng sanh đạt quá lạc lớn, người ta không thể hành bố thí, nhiếp pháp,
thì bày đặt đa đến với ta để xin vợ con tôi tớ đầu mặt tay chân, thì lúc đó ta đều xả bỏ hết. Do thường xả bỏ cho nên người đó nói lên lời này rằng như việc này thì gọi là làm được những việc khó làm. Có thế khi cho chúng sanh phát khởi thiện căn, khi ta hành bố thí như vậy thì vô lượng chúng sanh khởi lên tâm ái lạc. Đối với việc hành bố thí và giới được tịnh tính giải là nếu khi ta nhờ nguyện lực bồ đề để ăn trú hành tịnh giới thì ta bày đặt ra đến phá hoại tịnh giới của ta, nhưng lúc đó ta kiên cố không lay động để bị phá hoại tịnh giới. Có vô lượng chúng sanh thấy được sự việc này thì họ đều trụ trong giới thanh địa thanh tịnh. Là nữa khi đề bài đặt ra đối với ta mà tức giận đánh đập mắng nhiếc thì lúc đó ta cũng không tranh sân giận mà an trụ trong nhẫn nhục tâm. Vô lượng chúng sanh thấy việc này xong thì được an trụ hành nhẫn nhục, hành tinh tấn thiền định trí tuệ. Nhờ có đề bài đặt ra mà ta thành đạo viên mãn và khiến vô lượng chúng sanh được đại lợi ích. Này trí thượng, nên biết được bài đặt ra, tôi luôn luôn muốn làm cho ta bị tổn hại, nhưng lại có thể làm cho ta tăng trưởng thiện pháp, làm cho chúng sanh có được nhiều lợi ích lớn. Vậy nên biết rằng đây là chỉ là do chư Như Lai và phương tiện thiện xảo đối với chúng sanh tùy theo căn cơ mà thể đã được báo ứng bất hoại. Là nữa Như Lai đối với chúng sanh rộng khắp pháp giới đều được quan sát, nếu có chúng sanh nào tạo được nhân như vậy thì được quả báo đó. Từ chỗ quán xâm sắp bày các phương tiện mà vị đó hóa độ. Này trí thượng, như ta đã nói ở trên, mọi pháp môn đều là tối thắng thiện xảo phương tiện. Pháp môn này không thích ứng với những chúng sanh thiện căn hạ liệt nói phần trước. Sở dĩ vì sao? Vì có chúng sanh tương là thiện căn tương ứng với hàng thân văn duyên giác, nhưng cũng không thể ở trong phương tiện thiện xảo tối thắng này như lấy tu học được. Vì sao vậy? Vì không phải là pháp lý, mà cho nên vì hàng tu pháp Bồ Tát như thật mà thương thiết. Ví dụ như người đuôi đi trong đêm thì cả ánh sáng cũng không thể thấy tất cả tướng của cảnh vật. Nếu người có mắt ở đêm tối mà có được ánh sáng ấy, nhưng vì sáng rọi tướng hết thảy cảnh vật ác phải quán thấy rõ. Đức Bồ Tát cũng là như vậy. Để tu pháp hành tối thắng của Bồ Tát lại vừa có thể đầy đủ thiện xảo phương tiện, có thắng hạnh chư Phật pháp môn giải thoát thì chắc chắn thông đạt. Trí thượng, nếu có thiện nam tử thì nữ nhân nào chỉ cầu vô thượng bồ đề yêu thích kinh pháp dù đang ở ngoài phạm vi trăm ngàn vô tuần, hoặc có nơi nào tuyên thuyết pháp môn thiện xảo phương tiện như vậy nhưng cũng chẳng sợ hãi sự xa xôi mới đến thánh tọa ngay. Vì sao vậy? Nếu người nghe pháp này xong thì liền được ánh sáng rộng lớn nhờ thực hành thanh tịnh. Ở trong Phật pháp thì liền các nghi hối, bởi vậy để biết rằng có nhân tiên trong tứ chúng. Người có pháp khí này thì có thể vô thích nghe nhận pháp đó. Người không có pháp khí tức là tuy được nghe thuyết pháp đó nhưng lại không sanh tâm vô thích. Khi Đức Phật thuyết pháp này thì có 72.000 chúng sanh phát tâm vô thượng cho đại chánh giác. Lúc bấy giờ Tôn Giả A Nan bạch Phật rằng: Bà Thích Tôn, kinh này tên gọi là gì? Chúng con làm sao phật trì? Phật dạy rằng kinh này tên gọi là Thiện Xảo Phương Tiện Bà Ba La Mật Đa Chánh Pháp, cũng gọi là Thí Bí Mật Tối Thượng Ba La Mật Đa Chánh Pháp. Tên gọi như vậy ông nên tọa trì và lưu truyền rộng khắp cho hậu thế, khiến các chúng sanh được lợi ích lớn. Phật thuyết kinh này xong, các thanh văn như A Nan, chư đại Bồ Tát như trí thượng, cho đến thiên như Adula càng tất bà ở thế gian, hết thảy đại chúng nghe Phật thuyết xong ai cũng đều hoan hỷ tính tọa phụng hành Phật thuyết Đại Phương Quảng Thị Xa Phương Tiện Kinh quyển thứ tư hết.